Cho là chặt cái chân á. Leo trèo cái gì mà để chặt cái chân vậy? Sợ quá. Sợ cái gì? Vợ không có chứng kiến, vợ không có sợ đâu. Tự nhiên vợ cái tủ tự động cái cửa mở ra một cái, Phương xuất hiện. Phương nhìn chồng mà giống như là muốn ăn tươi nuốt sống chồng vậy đó. Chồng sợ quá. Trời, chồng bị điên rồi. Ở đâu ra mà Phương ở trong tủ mà nhìn chồng, chồng bị điên rồi. Có mà. Chồng sợ quá rồi, chồng bị điên rồi. Trời ơi, chồng nói thiệt kìa, chồng quản hồn. Chồng bỏ chạy, leo qua cửa sổ chạy. May là trật chân. Trật chân còn đỡ hơn chết rồi đó. Chết là sao? Giờ không tin, giờ hỏi Ngọc đi. Có nói chứng kiến luôn á. Ồ. Mà cô Ngọc đâu rồi? Nó xỉu rồi. Trời ơi, nó xỉu luôn. Biết giờ nó tỉnh chưa nữa. Rồi sao chồng không bồng nó xuống? Trời ơi, chồng lo chạy thoát thân cho ở đó mà bồng ai trời. Chồng tốt bụng quá. Tốt lắm. Vàng ơi, chồng tốt quá đi. Cho nên chồng bây giờ người mới là bị Vàng phạt mới cho chật cái chân á. Được rồi, để vợ lên á, vợ bồng nó xuống. Ê, bỏ đi đâu hả? Ồ, em có sao không? Ủa, tỉnh rồi đó hả? Em ngồi đây. Em bị đau ở chỗ nào? Em bị đau đầu. Ôi trời ơi, vậy là em cũng rớt xuống cái sao em không dùng cái chân em đỡ cái con người em lại lấy cái đầu em cắm xuống em đỡ con người em vậy? Đó đâu. Trời, em bất tỉnh xong em dậy em đau đầu thôi. Kìa Ngọc, nói đi Ngọc. Nói đi, nãy em có chứng kiến không? Chứng kiến cái tủ tự động mở ra không? Anh cu hù nói với chị á là anh cu hù thấy cái tủ mở ra. Chị Phương á, từ trong cái tủ chui ra. Ồ, anh cu hù. Cái gì? Chị Phương hiện hôn nha hả? Thiệt hả chị? Sao em hỏi chị đang hỏi em à? Chị đang hỏi em là em có thấy chị Phương từ trong cái tủ chui ra không mà? Sao em hỏi chị? Chị nghĩ sao vậy? Em mà thấy chứng kiến chị Phương hiện hồn về là em chết rồi. Em còn nhát hơn cả anh Hù nữa. Trời đất ơi, mày sợ cái gì? Mày thấy sao thì mày nói vậy đi. Mà mày có công nhận với tao là mày thấy cái tủ tự động mở cửa ra không? Cái đó thì em có thấy. Đó, thấy không? Thấy rõ ràng không? Cái tủ mà nó mở ra là cái hết sức bình thường. Cái lông đèn á, cái gì đó, cái lông đèn á mà nó bị lỏng là nó cũng mở ra. Cái tủ nó có con chuột ở trong đó mà nó xô cái tủ cũng mở ra. Cái tủ á mà nó bị con rắn ăn á mòn rồi á, cái cánh nó hư rồi, nó cũng mở ra. Trời ơi, vợ ơi, không có bình thường đâu. Cái tủ á, cái cửa muốn mở ra phải có cái tác động á, mạnh thiệt mạnh nó mới mở ra chứ. Ở đâu tự nhiên mở ra, chỉ có ma mở thôi à. Đúng không? Mình sợ không? Đúng không? Không biết nữa, nhưng mà chị bây giờ chị ở đây rồi vợ em đâu? Bạn gái em đâu? A Vân là đang chăm cho cô Tâm rồi. Chị đang ở trong bệnh viện. Chị nghe cô điện thoại, chị hết hồn, chị chạy về đây. Em coi nếu em khỏe, cái đầu em bớt bị nhức á, em thay cho A Vân đi, tội nghiệp A Vân mà. Dạ em biết rồi. Chắc là em vô chổng em ở luôn quá, chứ ở nhà này thấy ghê quá chị. Nha, bây giờ em vô chổng đi, anh chị ở đây tự lo liệu nha. Thôi để nó đi đi. Để nó đi đi. Bây giờ á. Mình không có về buôn được đâu. Chồng muốn đi về buôn. Chồng đi về, chồng về một mình chồng đi. Trời, chân chồng bị trật vậy sao về mình được. Chồng tự lái xe lăn, chồng đi về đi. Trời ơi, đi xe lăn hả? Cả tháng chưa biết về tới buôn không nữa. Chồng ích kỷ quá. Bây giờ phải ở đây lo cho anh Tâm cho xong đi. Tội nghiệp anh Tâm quá. Vậy là đêm nay chỉ có hai vợ chồng mình ở trong căn nhà hoang vắng này thôi. Bây giờ vợ tính như thế này. Hai vợ chồng mình đi xuống phòng của A Phương ngủ đi. Tối nay chồng ngủ ở đây. Chồng ngủ ở phòng khách hả? Sao lại ngủ ở đây? Chồng muốn ngủ ở đây, không dám xuống dưới nữa. Nếu vậy á, thì chồng ngủ ở đây đi. Vợ xuống phòng A Phương vợ ngủ nha. Không. Vợ phải ngủ đây với chồng chứ. Không có được. Cái giường này một mình vợ làm chật rồi. Vợ cứ ngủ trên giường đi, chồng ngủ xe lăn. Bây giờ chồng mà muốn ngủ ở đây, ok, cho chồng ngủ ở đây với A Phương với lại mắt dì Len. Đặt
chỉ có A Phương với bà Len. Đó, đây nè, A Phương với bà Len ở ở đây nè, chung phòng nè, ngồi ở đây rồi. Cái gì đó? Cái hình của Phương nhúc nhích. Cái Hiền đứng yên đó nhúc nhích đâu? Tí rõ ràng. Nhúc nhích đâu? Hiền đứng yên đó nhúc nhích đâu? Nhúc nhích vậy đó. Chồng ha, bây giờ á, nghe lời vợ đi. Bây giờ vợ bế chồng đi xuống dưới đó ngủ, bé yêu. Đúng rồi, ngủ ở dưới đi, ở dưới có một con ma, trên này tới hai con lận. Đây, bé yêu. Làm gì vậy? Bé xuống. Không có, tôi đi bộ được. Tất cả nhắc nhưng mà đi vẫn được. Phải có cái chài mới được. Cái chài mới làm con cá được. Chài chắc ở đây không có rồi. Đi kiếm cái chài mình đập con cá ra. Được không? Có cái chài rồi, hay quá. Mà cái này mình phải chặt nó ra từng khúc, mày hiểu không? Ê, mày là con cá, mày nằm im đi. Tao chùi kiến mà. Không, đừng có chùi nữa, mày là con cá thôi, đừng có chùi kiến, hiểu không? Nằm im để tao làm thịt mày. Được chưa? Tao chuẩn bị chặt nó nè. Mày hãy cầm con dao thật là kỹ. Sau đó mày canh cho mày chặt nó ra. Sao mát mát vậy? Mày có thấy nào tụt quần tao không? Không mày. Quần mày nè.
Ủa quần còn nguyên hả? Ờ à, ai biết đâu thấy thằng nào tụi quần đâu. Tao đâu có thấy đâu, cái quần mày cũng còn nguyên mà. Ờ, còn nguyên. Còn nguyên rồi, cái thằng này không biết gì. Còn nguyên à. Ôi mà sao giờ thấy đi nó có khó chịu hả? À? Đi khó chịu quá à. Sao kỳ vậy? Không biết nữa. Rồi giờ sao? Ai biết đâu. Ai trả mày à? Anh Phi. Anh làm cái trò gì thế hả? Anh đứng lên đây. Đứng lên đây. Bỏ ngay cái thói đi tụt quần các bạn trong phòng đi nhá. Anh có biết là ông giám đốc bệnh viện đang tồng ngồng đi chạy tìm quần không hả? Đất ơi, nghịch gì mà nghịch ngu thế chứ. Tụt quần cho nó mát. Mát mẻ cái gì? Các anh nên nhớ là bệnh nhân trong một viện là phải ăn mặc đồng phục với nhau. Đấy, anh nhìn xem. Này, bây giờ người thì quần cụt, người thì quần dài. Anh đứng vào đây, đứng xếp hàng anh ơi. Đứng xếp hàng vào. Các anh thấy xem, ăn mặc như này có được không? Người được. Quần cụt, người quần dài. Bây giờ làm sao mà ăn mặc giống nhau cho tôi, đồng phục vào với nhau. Đi lên. Gì đây? Các anh mặc thế thì tôi còn vào mắt. Tôi mặc quần cụt hết đi. Bây giờ thằng nào khùng lắm, thằng nào điên lắm mới mặc quần dài bước vào đây. Tôi nói thật đấy. Không, tôi là bảo vệ, tôi là ăn mặc phải đúng. Trời đất ơi, khùng mà khùng đánh đá thế chứ lệ. Ê, thôi được rồi, nhân tiện là coi như là mặc quần như thế này, chúng ta là vào tiết thể dục luôn, vào tập thể dục luôn, nhá. Nào, cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4, hít thở, hít thở, hít thở. Hai tay đưa lên trời, hai tay ngang bờ vai, hai tay dang trước mặt, buông lỏng hai tay. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. Một. Gì? Tôi hát đau cả cổ, nhảy muốn đột quỵ ra mà các anh không tập theo tôi à? Tôi quá chán các anh rồi. Chán. Như con giáp. Buồn. Như chuồng. Như cởi chuồng. Như cái xuồng. Tôi đùa với các anh nhỉ? Các anh đang trêu ngược lại tôi nhỉ? Các anh phải cho tôi sống với chứ. Tôi khổ quá mà. Lương bảo vệ tôi có được bao nhiêu đâu. Mà tôi kiếm đủ thứ trò trong cái bệnh viện này. Tôi hỏi các anh, tôi trông cái bệnh viện này, rồi tôi lại còn nhắc nhở các anh đi tắm nắng, rồi lo giờ ăn giấc ngủ của các anh.